nên là mỗi người chúng ta sẽ có một cái khoảng gọi là khoảng kinh tế nhất định khi đi mua một cây vợt, nên là cái kinh tế là một điều khá là quan trọng. Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh YouTube Aesop ngày hôm nay. Ngày hôm nay trong một buổi sáng gọi là nắng và bây giờ là cũng đến gần trưa rồi, nên là chúng tôi cũng đang rất là vãn khách, thì tranh thủ làm clip thì ra cho các anh em nào mà mới tập chơi, những người mà mới tham gia cái bộ môn cầu lông này, anh em có thể được biết. Hôm nay tôi sẽ chỉ và hướng dẫn cho các anh em là một chút về kiến thức dành cho những cái người mới chơi khi đi mua và chọn một cái vợt cầu lông để phù hợp với mình. Hôm nay anh em chúng ta sẽ đi sâu phần đấy, tôi sẽ giới thiệu cho anh em những cây vợt và làm thế nào để có một cây vợt vừa tay với người mới chơi. Ok, thì đầu tiên như anh em cũng biết thì là khi chúng ta đi mua một cây vợt thì luôn luôn cái điều đầu tiên đấy, hôm tôi đã làm clip trước rồi, nó có 3-4 cái điều quan trọng nhất. Cái điều đầu tiên thì anh em phải quan tâm tới cho tôi, đó là tầm tiền, giá tiền, ví mình có bao nhiêu tiền. Bởi vì có rất nhiều người mới chơi chỉ là sinh viên, nhưng mà lại có rất nhiều người mới chơi là những người nghĩa là đã rất thành đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Đấy nên là mỗi người chúng ta sẽ có một cái khoảng gọi là khoảng kinh tế nhất định khi đi mua một cây vợt, nên là cái kinh tế là một điều cực kỳ quan trọng khi đi mua vợt. Cái phần kinh tế là phần rất quan trọng rồi. Đấy, như anh em cũng biết, muốn có tiền mua vợt thì chúng ta phải sờ vào túi mình xem có bao nhiêu. Đến cái phần thứ hai thì khi chúng ta đi mua một cây vợt thì chúng ta cần phải quan tâm đến điều gì của người mới chơi. Những người mới chơi thì chúng ta nên quan tâm đến vấn đề cây vợt đấy là cây vợt như thế nào. Bởi vì nếu mà chúng ta mới chơi thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được những cái cây vợt, thứ nhất là nó quá cứng, thứ hai có thể là nó quá nhẹ. Bởi vì nhẹ quá thì thường thường chúng ta đánh sẽ rất bất lực, mà quá cứng thì chúng ta lại chưa chơi được. Đấy, nên là các bạn mà mới chơi hay là các anh chị em mà mới tập chơi, chúng ta nên chọn một dòng vợt gọi là như tìm hiểu của mọi người ở những clip trước. Thì tôi nó có thể nói đấy là một cây vợt gọi là cân bằng, công thủ toàn diện đấy. Đấy thì cái độ dẻo của nó vừa, đầu không quá nhẹ. Đấy thì chúng ta có thể mượn lực được của cây vợt. Đầu đầm thì chúng ta có thể phông được sâu hơn này, thủ trợ lực hơn này, chúng ta trợ lực được những cái cú đập của chúng ta, hay là những cú trái tay, những cái cú điểm yếu của chúng ta, nên chúng ta thường thường phải dùng một cây vợt nó hơi trợ lực một chút. Nó cân, nghĩa là công thủ toàn diện này, nó cái thân của nó không kiểu dẻo quá mà cái đầu của nó không nặng quá. Đấy thì có rất nhiều các cái dòng vợt như vậy, nên là anh em có thể xem qua ở đây. Như bây giờ ở đây tôi sẽ liệt kê cho anh em một số các dòng vợt tầm dưới 1 triệu mà trở thành cho người mới chơi. Đợi tí tôi đi lấy. Vâng, ở đây thì tôi cũng vừa lọc ở trong cái đống vợt này được một chút các cái cây vợt. Đây nó không phải là tất cả nhé, nhưng mà đây là một số những cái cây vợt mà tầm dưới 1 triệu cho các anh em mà không phải, cây này thì không phải dưới 1 triệu, sorry anh em bỏ ra. Thì đây là một cái dòng vợt khoảng dưới 1 triệu mà dành cho các anh em mới tập chơi, mà cái kinh phí nó cũng không được nhiều ấy. Nhất là các cái bạn sinh viên, học sinh mới tập chơi, điều kiện kinh tế chưa đủ còn phải xin tiền bố mẹ, nên là chúng ta lựa chọn những cây vợt vừa thôi để chúng ta làm quen dần. Thì như anh em mới tập chơi thì anh em nên quan tâm đến hãng nhé. Bởi vì một số hãng như kiểu Yonex ấy, thì các cây vợt thường thường cái thân nó sẽ cứng hơn một chút. Hay là những cái hãng rẻ tiền hơn một chút như Apac. Apac thì cái hãng đấy nó cũng cứng, bởi vì nó làm theo kiểu model của mấy cây vợt của Yonex, nó khá là cứng. Anh em chúng ta mới tập chơi thì nên quan tâm tới này, những cái cây vợt ở đây, hãng Lightning này, hãng Pro Ace này và hãng Flip. Thì ba cái dòng vợt đấy ở thời điểm hiện tại, khách hàng của chúng tôi, những người mới tập chơi hay kể cả những người bán hàng như chúng tôi là luôn tư vấn những cái dòng này, thì người chơi sẽ dễ tiếp cận và các bạn học sinh sinh viên giá nó cũng vừa phải. Như ở trên tay tôi đây, ở trên máy đây thì có một số các dòng Pro Ace. Pro Ace thì có, như các bạn có thể thấy là có 316, 318, 319 này, là cũng dành cho những người mới tập chơi. Pro Ace đặc điểm của nó thì 316, 316 nó hơi nhẹ hơn 318, 319. Hay là trên tay tôi đây có cái cây 682 US của Lightning. Lightning thì còn một số cái mã nữa, nhưng mà hiện tại bên tôi đã bán hết rồi. Tôi đọc luôn là cái mã mà dành cho người mới chơi, chẳng hạn là các anh em mà hay mua là cái cây US17, US27 này, hay là 682 US này, hoặc là những dòng Blade 600, 800, 1200 với cả cây HC 1250. Thì đấy là những cái dòng khá là dễ chơi của Lightning mà
giá nó đều dưới 1 triệu nên là rất dễ tiếp cận với cả các bạn học sinh sinh viên. Tiếp đến là Flit, thì như các bạn biết là Flit là ông vua phong trào ở sân ngoài trời ở Hà Nội rồi. Ngày xưa Pro bị một thời gian chững lại, Flit đã bùng lên. Thì Flit luôn là một trong những cái dòng được người mới chơi và những cái người chơi ở ngoài trời, công viên hay là các thứ là lựa chọn là hàng đầu. Thì Flit thì các cái dòng vượt thì khá là dễ chơi. Ở các cái dòng dưới 1 triệu Flit thì có cây Brand FR18 này, hay là cái cây hiện tại có cây Max Speed với cả cây Starshine. Thì những cái cây đấy là cây dưới 1 triệu Flit thì chúng ta đều là rất dễ chơi và rất dễ tiếp cận. Thì trên đấy là vừa rồi là những cái vợt mà nó tầm dưới 1 triệu dành cho những anh em mà mới chơi mà kinh tế nó cũng chưa đủ ấy. Đấy, hay là những cái người mà chưa cần thực sự là mua những cái vợt quá đắt, hoặc là mua cho những bạn học sinh, sinh viên mới chơi. Chúng ta tránh trường hợp là nhịn đói để mua một cây vợt mà tập chơi cầu lông thì hơi phí. Đấy, chúng ta làm sao để cho nó phù hợp nhất với túi tiền của mình là được. Đấy, và đấy là những cái dòng mà tôi đã liệt kê ra một số các cái dòng đấy, thì các anh em có thể xem qua. Tất nhiên là còn rất nhiều các dòng nữa. Anh em nào mà cần đấy, biết thêm những cái dòng nào mà tầm dưới 1 triệu mà dành cho người mới chơi thì có thể comment trực tiếp ở phía dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả. Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái dòng nào nên chơi dưới tầm 1 triệu. Các bạn đánh kiểu đánh của người mới chơi như nào. Thường thường kiểu đánh của người mới chơi là cùng một series thôi. Nên là chúng tôi sẽ đưa cho các bạn những cái mẫu vợt phù hợp. Các bạn chỉ cần chọn màu, chọn mè, chọn giá tiền, các vợt là xong. Với cả một phần nữa là anh em chú ý, cái này là phần bao quát chung này. Khi những người mới chơi thì chúng ta nên lựa chọn một cây vợt trong có cái trọng lượng tương đương với cả một cây vợt 4U, là nó rơi vào 4-5U. 5U thì nó rơi vào khoảng từ 75-76-80g thì nó có một cây vợt 5U. Thường thường đấy 5U dành cho nữ giới. Còn 4U thì chúng ta chọn những cái vợt từ 80 cho tới khoảng 85g. Đấy thì nó sẽ là cái vợt 4U, nó cũng thường là nó sẽ dễ chơi. Nhưng còn những cái mã vợt 3U ấy, thì những người mới chơi cầm vào nó sẽ hơi khó chơi. Đấy, tất nhiên là ai tay khỏe thì vẫn chơi được thôi, nhưng mà nó hơi khó thuần và nó hơi dễ làm quá sức tay của chúng ta nếu mà chúng ta chưa chơi môn thể thao nào mà cầm ngay vào những con vợt quá nặng. Tiếp đến cái phần tiếp theo, đây là một số các cái mẫu vợt mà dành cho những người mới chơi nhưng đã có kinh tế, nghĩa là đã đi làm rồi này, đã có chung là đã có thể kiếm tiền được rồi, thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn những cái mẫu vợt giá thành nó cao hơn một chút. Tôi khuyên thật là nên nhớ một chút này, không phải là các cái mẫu vợt càng đắt tiền là đánh càng hay nhé, nó phải phù hợp tay cho chúng ta, bởi vì những cái mẫu cao thì thường thường nó sẽ sử dụng cho các anh em mà định hình tay tốt rồi, hoặc là có cái lối đánh tốt rồi, hoặc là những người đã chơi tốt rồi. Ít nhất chúng ta phải chơi khoảng vài ba năm thì chúng ta mới đẩy lên được những mẫu cao. Có rất nhiều khách hàng của bên tôi là anh mua một cây vợt 4-5 triệu đây mà đánh chả hay bằng cây vợt 1 triệu. Thì tất nhiên rồi, rõ ràng rồi, bởi vì là anh mới chơi mà tay của anh làm sao đã thuần ngay được cây vợt 4-5 triệu. Đấy, nên là thường thường đánh những cây vợt tầm trên dưới 1 triệu, nó cân bằng, nó dễ chơi, nó toàn diện thì chúng ta đánh nó sẽ rất nhanh hợp tay. Ok, vào với phần thứ hai thì bây giờ sẽ lên tăng đời lên một chút, đó là những cái mã vợt nó khoảng trên 1 triệu, dưới 2 triệu, mà là những cái cây vợt mà nó dễ chơi dành cho người mới chơi. Thì ở đây có cái mã vợt 5U, thì thường thường chúng tôi 5U ở bên shop thì có nhiều là mã vợt của Lightning. Thì tôi có thể đọc qua một số dòng, chẳng hạn như là Winston 78. Winston 78 anh em thấy dòng Winston là dòng vợt nhẹ của Lightning. Các mã Winston thì thường thường nó rơi vào khoảng là vợt 5U, nó rơi vào 75 cho tới có cây nhẹ nhất là cây Winston 72. 72 này, 75 à 74 này, 78 này. Đấy, hay là những cái mã Winston 500, 600, 700 thì nó là những cái vợt 5U khá là dễ chơi dành cho người mới chơi. Bởi vì là như các bạn biết là thông số của các cây vợt, chẳng hạn như đây là cây Winston 500 thì thông số là một cây vợt dẻo nặng 79g và điểm cân bằng của nó rơi vào 298. 298 là hơi đầm đầu rồi, thì nó sẽ trợ lực cho chúng ta ở những quả phông. Tất nhiên là những cái màu sắc này nhìn rất là nữ tính, anh em có thể nhìn thấy phông viết là rất là dễ. Tất nhiên là những anh em nào thích vợt nhẹ nữa thì cũng vẫn có thể xem những cây này. Tiếp đến là một số các cái dòng vợt 4U. Thì thường 4U ở Lightning có một số dòng anh em có thể tham khảo, Turbo Training 20D cũng khá là dễ chơi. Tất nhiên là cái dòng Turbo Training thì thân nó sẽ hơi cứng một chút nhé, Turbo Training 20D. Nếu mà ai tay tốt một chút mà nam giới thì có thể đánh tham khảo thêm Turbo Training 50D. Hoặc là những mã Flip giá tầm dưới 1 triệu
khoảng dưới 1,8 triệu. Ở đây trên tay tôi là có cây Saturn của Flip và cây Venus của Flip. Thì hay là có một số các dòng như Hyper hay là Nano Pro của Flip cũng khá là dễ chơi, không quá khó. Nhưng mà anh em nhớ nha, chúng ta nên đi mua thì chúng ta những người mới chơi nên chọn cây vợt 4U thôi. 3U thì là rất là cứng nặng. Rồi, chúng ta vừa đi qua hai cái phần rất là quan trọng của một người chọn một cây vợt cho người mới tập chơi. Đấy thì thứ nhất đó là giá thành. Thứ hai, chúng ta biết được là trọng lượng và khối lượng của cây vợt. Thứ ba đó là chúng ta đã biết được một cái kiểu, cái lối đánh. Tôi sẽ nhắc lại này, thứ nhất là giá tiền thì tiền trong túi mỗi người mà. Đấy, sinh viên nên chọn giá nào và những người mới chơi đã đi làm rồi nên chọn giá nào. Cái phần thứ hai đó là nên chọn một cây vợt 4U. Phần thứ ba đó là chúng ta nên sử dụng cái dòng vợt cân bằng có thể trợ lực cho chúng ta những cái lúc cần thiết. Bây giờ chúng ta vào tiếp một cái phần nữa cũng khá là quan trọng. Như anh em biết đấy là có vợt rồi. Đây là một cây vợt rồi. Nó mới chỉ là cái khung không thôi. Đấy thì nó còn phải có cái dây nữa. Nên là cái phần chọn lực căng của một cái dây và chọn loại dây cũng rất là quan trọng đối với tất cả các anh em. Như anh em mới biết là những người mới chơi thì tay của chúng ta chưa đủ mạnh, chưa thể thắng được những cái lực cân nó quá cao. Nên là cái điểm mà trừ cho người mới chơi mà hay chọn lực cân cao đó là đánh cầu nó không đi. Đấy, nó hay bị đến giữa sân rồi người ta đập chết ấy. Thì nhiều người lại bảo là anh chả hiểu sao mà anh đánh cầu nó toàn đến giữa sân thôi. Thứ nhất là có thể là chọn nhầm vợt, với thứ hai là có thể chọn nhầm lực căng. Nên những cái lực căng mà dành cho người mới chơi nam, tay nam thì chúng ta người mới chơi nên căng khoảng 10 cân thôi. Nữ nên căng khoảng 9 cân rưỡi để cho cái mặt dây nó có độ đàn hồi. Đấy thì chúng ta sẽ trợ lực hơn cho chúng ta ở những cái quả phông cầu hay là những quả đập cầu. Tiếp đến là cái loại dây chúng ta nên căng. Cái loại dây thì như anh em biết là những cái loại dây lì, chẳng hạn như là BG65 này. Những cái loại dây lì là dây sợi to đấy, thì những người mới chơi thì cũng nên đừng chọn những cái loại dây đấy. Bởi vì là BG65 thì thường thường chúng ta đi căng hết 100.000 chẳng hạn đấy. Thì 100.000 đấy, nhưng mà cái dây rất là lì dành cho những người thích lực cân cao cơ. Đấy, nó bền nhưng mà dành cho những người thích lực cân cao. Nếu mà những anh em mà mới chơi mà sinh viên ấy, thì chúng ta nên chọn cái dây phổ thông khá là có độ nảy. Chẳng hạn như là dây 65 Titanium, chúng ta đi căng hết khoảng 120.000. Đấy, tiếp đến là một số các cái dây trợ lực nữa dành cho nữ hoặc là dành cho những người có điều kiện hơn một chút, bởi vì những cái dây trợ lực này thì thường cái đường kính nó sẽ mỏng hơn, nó sẽ nhanh đứt hơn. Thì chúng ta có dây ở kia là có à đây chúng ta nên có thể chọn một số các loại dây đắt hơn một chút. Đấy, đường kính nhỏ hơn, nảy hơn, như kiểu 66 Ultimax này hoặc là 98, thì những cái dây đấy nó sẽ trợ lực cho chúng ta. Thì những người mới chơi sẽ giúp cho chúng ta đánh được những cái quả nó đến cuối sân này, phông được cao hơn này, đập được tốt hơn này. Nhưng mà những cái dây mà nó mỏng quá thì tương đương với là kinh tế nó hơi nhiều, nên là các bạn sinh viên thì nên đánh 65 ti thôi. Còn những người đã đi làm rồi và chúng ta có điều kiện một chút thì cũng có thể nên thử những cái dây trợ lực để giúp chúng ta có những đường cầu nó tốt hơn mong muốn của mình. Rồi đấy, trên đấy là tất cả những cái kinh nghiệm của tôi dành cho các anh em mà mới chơi khi đi chọn hoặc mua một cây vợt, làm thế nào để phù hợp nhất với anh em, làm thế nào để cho có thể hoàn hảo nhất đối với anh em. Thì đó là những cái kiến thức của tôi qua rất là nhiều năm và đã bán cho rất nhiều các anh em gọi là mua vợt cho người tập chơi rồi. Thì cái kinh nghiệm của tôi khá là có đấy. Nên là những anh em nào mà cần hiểu biết sâu hơn một chút nữa mà xem clip nó vẫn chưa thực sự là toát lên được cái ý ấy, thì anh em có thể trực tiếp qua shop gặp Mr. Nam. Nếu mà tôi chưa sang kịp thì sẽ có Mr. Thành hoặc là Mr. rất nhiều người ở đây. Các anh em đều biết rồi, đều đã rất giỏi trong những cái khoản tư vấn cho người mới chơi. Thì các bạn hãy qua trực tiếp FB Shop để có thể lựa chọn những cây vợt, những cái mẫu vợt mà nó phù hợp với cả những người mới chơi. Còn nếu mà anh em nào mà cần hiểu biết thêm hay là cần hỏi thêm một chút cái gì nữa thì anh em có thể comment ngay ở phía bên dưới để cho anh em chúng tôi có thể trả lời được tất cả các anh em từ xa có thể không lên được. Đấy. Thì hôm nay đến đây là cuối clip rồi. Anh em những người mới tập chơi nên xem clip này nhá, cực kỳ bổ ích đấy. Nhớ like, chia sẻ cho những anh em mới tập chơi, những người chơi cầu lông. Nhớ subscribe kênh YouTube của FB Shop. Nhớ nút chuông để chờ đợi những clip sắp tới của FB Shop. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các clip sắp tới. Bye bye.